Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày 11 tháng 5 của Đài Phát Thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ta tổ chức hội nghị triển khai công tác hoạt động hè năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Văn Giang. Huyện Văn Lâm hình thành nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới. Thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ giữ gìn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hiệu quả mô hình quỹ hỏa táng ở xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo. Với chủ đề Tuổi trẻ Hưng Yên xung kích tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các đơn vị đồng loạt triển khai hoạt động hè gắn với tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. Mỗi đoàn cơ sở thành lập từ 1 đến 2 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ tham gia các hoạt động cải tạo ao bơi, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Các đoàn trường đại học cao đẳng tham gia xây dựng công trình thanh niên trong thời gian tháng 6. Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh, công an, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, mỗi đơn vị thành lập một đội tình nguyện tại cơ sở, tập trung vào khám cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh các hoạt động cần phát huy tính chủ động, sáng tạo và gắn với thực tế, cân đối kinh phí từ địa phương, cần tăng cường nghiệp vụ công tác đoàn đội, đẩy mạnh hướng dẫn các kỹ năng bơi lội và tuyên truyền phòng chống đuối nước. Các hoạt động hè cần được triển khai đồng loạt, tránh tính hình thức và thành tích. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 5, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và một số nghị quyết kết luận đề án của Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 3 chủ trì. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Quang đánh giá cao trách nhiệm của Ban Thường vụ huyện ủy trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đề án các cấp ủy đã đề ra và nhấn mạnh huyện ủy Văn Giang cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện việc cụ thể hóa cơ sở, bám sát chỉ đạo của tỉnh, tham mưu đề xuất áp dụng với thực tế địa phương, tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác chỉ đạo thực tế, tạo điều kiện cho người dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả canh tác, rà soát đề xuất phương án xử lý với tỉnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, quan tâm đặc biệt đến các nghị quyết chuyên đề về xây dựng đô thị, xử lý môi trường, đảm bảo trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 18 của tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã có buổi làm việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018 tại thành phố Hưng Yên. Qua kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, như việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn nhiều bất cập do chưa có kinh phí và các phương tiện kỹ thuật, các văn bản báo cáo còn chung chưa cụ thể. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đề nghị Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố tiếp tục thực hiện ký cam kết về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thời gian qua, huyện Văn Lâm phát triển nhiều hợp tác xã kiểu mới, sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, tập trung, hình thành chuỗi sản xuất khép kín, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Tiêu biểu như Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Việt Hưng chuyên canh lúa giống và khoai tây vụ đông, mô hình trồng và chế biến cây dược liệu của Hợp tác xã Hoa Thiên Phú, xã Tân Quang và Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao, xã Chỉ Đạo, Hợp tác xã Siêu Việt chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ thịt lợn ở xã Lạc Đạo. Các mô hình sản xuất được hoạt động với hình thức đa dạng như liên kết với doanh nghiệp, cung cấp giống, phân bón và duy trì đầu ra cho nông sản, hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến đến phát triển thị trường. Qua đó góp phần xóa bỏ hình thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tiến tới một nền nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Trồng rau thủy canh là một phương pháp mới giúp tiết kiệm đất, tạo ra nguồn rau sạch, giàu giá trị dinh dưỡng. Phương pháp này không chỉ phù hợp với quy mô trang trại lớn, mà mỗi hộ gia đình đều có thể áp dụng để tự xây dựng vườn rau sạch cho chính mình. Trước tiên, bà con cần lắp đặt hệ thống thủy canh có nhiều kiểu lắp đặt như kệ thủy canh hình chữ A, hệ thống giàn treo và hệ thống giàn thủy canh ngang. Trong đó, kệ thủy canh hình chữ A phổ biến hơn cả vì chắc chắn, dễ lắp đặt và dễ di chuyển. Bà con cần chuẩn bị những chiếc giọ nhựa dùng để ươm cây con và nâng đỡ cây trong quá trình sinh trưởng, dung dịch thủy canh, bút đo nồng độ pH, hạt giống rau sạch bệnh. Đầu tiên, bà con tiến hành gieo hạt giống bên ngoài. Khi cây ra được 2 đến 3 lá thì đưa lên hệ thống thủy canh. Mỗi đợt gieo trồng cây cần bổ sung dinh dưỡng định kỳ 3 lần, lúc cây được 10, 15 ngày và 20 ngày tính từ khi đưa cây vào dung dịch. Lưu ý trước khi thu hoạch 10 ngày thì tuyệt đối không bổ sung dinh dưỡng. Các cựu chiến binh xã Đông Ninh, huyện Khoai Châu không chỉ năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các mô hình kinh tế hiệu quả để vươn lên, mà còn phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ nhau cùng thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. Toàn xã có 60 cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, trong đó có 20 mô hình cho hiệu quả cao, đem lại thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Điển hình như xưởng cơ khí của cựu chiến binh Nguyễn Văn Ích, trang trại tổng hợp của cựu chiến binh Nguyễn Văn Chế với diện tích là 8 mẫu, trang trại trồng cây con giống của cựu chiến binh Trương Quý Đôn với diện tích 1,4 mẫu. Trong những năm qua, Hội Cựu Chiến binh xã Đông Ninh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội được tổng số vốn 1,5 tỷ đồng cho trên 80 hội viên vay để phát triển kinh tế. Hội Cựu Chiến binh xã Đông Ninh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ hội viên về chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đưa giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đồng đất. Hiện nay, trên cây ăn quả, nhãn vải của tỉnh đang ở giai đoạn đậu quả non phát triển quả, nhằm hạn chế những ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản xuất. Các địa phương và bà con nông dân cần tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho nhãn vải. Đối với cây vải, tiếp tục tỉa cành gầm, cành vượt, cành sâu bệnh, chùm ít quả để hạn chế nguồn sâu bệnh cư trú, tạo độ thông thoáng trong tán cây, tập trung dinh dưỡng nuôi quả để quả to, đồng đều, tăng chất lượng, phẩm cấp quả. Chỉ bón các loại phân NPK tổng hợp, lượng bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất của từng loại để tăng chất lượng, độ dày cùi, độ ngọt của quả. Đối với cây nhãn, căn cứ khả năng sinh trưởng phát triển của cây để tỉa quả cho hợp lý, phù hợp, đảm bảo năng suất, chất lượng quả và sự sinh trưởng phát triển của cây. Chỉ bón các loại phân NPK tổng hợp có hàm lượng kali cao, bón sau khi cắt tỉa quả để quả phát triển. Bón thêm từ 1 đến 2 lần ngô, đậu tương ngâm với lân trước khi thu hoạch quả 20 ngày để tăng độ ngọt. Khi trời nắng liên tục từ 5 đến 7 ngày thì phải tưới bổ sung đủ nước cho cây để phát triển quả, hạn chế rụng và nứt quả. Khi có mưa lớn phải khơi rãnh để thoát nước, không được để ngập úng làm rụng và nứt quả, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả. Hiện nay, nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch đảm bảo an toàn vệ sinh của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Nắm bắt xu hướng thị trường, huyện Phù Cử đã thành lập được nhiều hợp tác xã cung cấp rau củ quả sạch cho người tiêu dùng, bước đầu đem lại hiệu quả cao. Toàn huyện hiện có 5 hợp tác xã trồng rau củ quả sạch ở các xã Tống Trân, Tiên Tiến, Đình Cao, Quang Hưng và thị trấn Trần Cao. Hợp tác xã kiểu mới Phù Cử ở xã Tiên Tiến được thành lập tháng 11 năm 2016, là hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn huyện sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Các hợp tác xã đều thành lập mô hình nhà lưới, nhà kính sản xuất khép kín. Quy trình canh tác tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ chọn giống, gieo trồng tới chăm sóc. Các nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bảo quản sau thu hoạch được chú trọng. Từ trước đến giờ tôi làm cho hợp tác xã tuyệt đối là không phun thuốc sâu, bảo đảm an toàn, rau sạch. Bà con rất thích, ưa chuộng những cái thứ giống rau này. Hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát ở xã Tống Trân hiện được đánh giá là hợp tác xã sản xuất thực phẩm an toàn, hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn huyện. Hợp tác xã được thành lập vào đầu năm 2017 với quy mô 4 hectare, trong đó sản phẩm chủ lực là cây dưa lưới, loại cây trồng có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao nếu trồng theo phương pháp truyền thống. Hợp tác xã sản xuất theo chu trình khép kín, không trồng dưới đất mà sử dụng rơm rạ đã qua xử lý, không sử dụng nước ở ao hồ nên hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Nhà lưới được khử trùng trước khi trồng, các sản phẩm sau khi thu hoạch sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc và được lấy mẫu kiểm tra định kỳ. Nhu cầu thực tế của thị trường cũng như của xã hội, đấy là cái thực phẩm không an toàn hay còn nói là thực phẩm bẩn bây giờ nó cũng tràn lan. Thế và người dân cũng như thị trường rồi nhu cầu của xã hội là người ta cũng quan tâm đến sức khỏe, rồi quan tâm đến những cái thực phẩm an toàn. Thì đấy là cái điểm xuất phát mà hợp tác xã chúng tôi định hướng là sẽ sản xuất và trồng những cái cây cũng như là những cái loại thực phẩm mà nó an toàn. Thì như thế nó sẽ bền vững hơn trong cái hướng đi của hợp tác xã. Mô hình hợp tác xã sản xuất rau củ quả sạch là hướng đi mới và bền vững. Đó cũng là mục đích hướng tới của nền nông nghiệp hàng hóa, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa an toàn với sức khỏe con người. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Những năm trước đây, thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang, được nhân dân ủng hộ cao. Là một thôn có dân số đông của xã với tổng số gần 5.000 nhân khẩu, việc vận động tuyên truyền nhân dân trong thôn thực hiện nếp sống văn minh hiện đại, xóa bỏ hủ tục lạc hậu được chính quyền thôn luôn chú trọng quan tâm. Từ năm 1995 đến nay, tang lễ trong thôn không tổ chức ăn uống linh đình, không khóc thuê, phúng viếng thăm hỏi tiết kiệm và đặc biệt không nhận phong bì. Đối với đám cưới tổ chức không quá 2 ngày, nhiều năm liền, thôn không có tình trạng tảo hôn. Để đạt được sự nhất trí đồng thuận cao từ nhân dân, thôn luôn thực hiện dân chủ trong mọi việc, tuyên truyền đến từng ngõ, từng nhà để nhân dân hiểu ra và thực hiện. Bằng sự nỗ lực đó đến nay, đời sống văn hóa ở An Tào đã thay đổi rõ rệt, trở thành điểm sáng trong phong trào thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Từ nhiều năm nay, thôn Đình Cao, xã Đình Cao luôn là địa phương đi đầu trong phong trào hỏa táng ở huyện Phù Cử. Thôn đã thành lập được quỹ hỏa táng để khuyến khích người dân thực hiện theo hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm này. Quỹ hỏa táng thôn Đình Cao được thành lập năm 2014, mỗi người dân tự nguyện đóng góp tối thiểu 50.000 đồng để xây dựng quỹ. Đến nay, quỹ đã có gần 40 triệu đồng, mỗi gia đình có người thân qua đời khi hỏa táng được hỗ trợ 1 triệu đồng. Hỏa táng là hình thức mai táng văn minh, sạch sẽ, chi phí chọn gói chỉ từ 14 đến 17 triệu đồng, tiết kiệm hơn nhiều so với địa táng, giảm những hủ tục rườm rà kèm theo. Nhờ hoạt động hiệu quả của quỹ hỏa táng, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, thôn Đình Cao đã có gần 30 hộ thực hiện. Nhiều gia đình có 2 đến 3 người được hỏa táng như gia đình ông Nguyễn Duy Được, Doãn Trung Phòng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thôn đã có 6 trường hợp hỏa táng, gần như toàn bộ những người qua đời trong thôn đều thực hiện theo hình thức mai táng này. Thời gian trở lại đây, có nhiều người dân và doanh nghiệp hàng đêm chở rác và phế thải ra cạnh đường cao tốc đổ trộm, đốt rác bừa bãi, tạo ra khói bụi mù mịt gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc này và gây hư hỏng toàn bộ phần đường khi đơn vị đang thực hiện thi công. Cụ thể, vào khoảng từ 23 giờ đêm đến 4-5 giờ sáng các ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 5, đoạn nút giao tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại km số 0 đến km 3+230 khu vực giao đường tỉnh 384 thuộc xã Hồng Tiến, Dân Tiến của Khoái Châu và xã Xuân Trúc của Ân Thi xảy ra nhiều đám cháy lớn do đốt rác tạo thành các cột khói cao hàng trăm mét, bụi và khói bay mù mịt tại đoạn cao tốc này. Các phế liệu đốt tại khu vực này chủ yếu là bông vải của một doanh nghiệp sản xuất giày. Theo đơn vị thi công thì hầu như phần đường đã được trải nhựa áp phan nên việc đốt trên bề mặt khiến cháy hết phần nhựa và phải trải lại. Đơn vị cũng đã gửi văn bản đến các huyện và xã nơi cao tốc đi qua để phối hợp xử lý nhưng chưa có chuyển biến gì nhiều. Trước đó, tại cuộc họp thực hiện tiến độ thi công dự án và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kết luận về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thi công đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp cá nhân đốt phế liệu trên mặt đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cao tốc là tuyến đường mà các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Việc người dân và đơn vị doanh nghiệp thiếu ý thức đốt rác gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc tìm doanh nghiệp cá nhân mang rác ra khu vực này để đốt. Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tại điểm ngã ba điểm giao giữa đường tỉnh 200 và đường huyện 22, đoạn qua xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang rất lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Nguyên nhân chủ yếu là do cách ngã ba vài chục mét hướng đi đường 200 đang tồn tại một bãi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng. Tại đây, cát đá được đổ dọc hai bên đường ngay sát mép mặt đường nhựa. Việc đổ vật liệu không chỉ lấn chiếm hành lang đường mà mỗi khi máy xúc hoạt động gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây. Còn hướng đi Văn Giang trên đường huyện 22, tầm nhìn bị che khuất bởi một số biển quảng cáo như thế này. Cùng với đó, nhiều vật liệu phế thải rác đổ bừa bãi hai bên khiến cho đường bị co thắt. Do đây là một trong những cửa ngõ đi vào khu công nghiệp, nên tại điểm ngã ba này, trung bình hàng ngày có tới hàng nghìn lượt xe ô tô lưu hành qua lại. Rất mong chính quyền và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa tổ chức xét xử lưu động vụ án sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lương Thị Bích Thỏa, sinh năm 1976, trú tại thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, là giáo viên trường tiểu học xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011, Lương Thị Bích Thỏa đã lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm để vay tiền trả lãi của nhiều người, cùng một số tài sản của người khác để sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và thanh toán các khoản nợ khác, với tổng số tiền là 8 tỷ 478 triệu đồng. Sau đó, do số nợ quá lớn dẫn đến bị mất khả năng thanh toán và đã bỏ trốn khỏi địa phương, không trả lại tiền tài sản cho những người đã cho vay. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Lương Thị Bích Thỏa 16 năm tù. Thiết thực kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Văn Giang đã tổ chức giải vô địch bóng bàn nam các câu lạc bộ huyện Văn Giang năm 2018. Tham dự giải có 13 câu lạc bộ bóng bàn trong toàn huyện được chia làm 4 bảng tranh tài tại các nội dung đôi nam và đơn nam ở 6 nhóm tuổi, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 4 đội nhất ở 4 bảng vào thi đấu bán kết. Tại giải đấu, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, ấn tượng và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 5 giải nhất cho vận động viên Lê Văn Sơn, câu lạc bộ bóng bàn xã Xuân Quan, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Công Quyền, câu lạc bộ bóng bàn trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, Cao Xuân Lãnh, câu lạc bộ xã Phụng Công và Nguyễn Văn Đức, câu lạc bộ Đại Tại Nghĩa Trụ. Ở nội dung đôi nam, trao 3 giải nhất cho đôi Đặng Quốc Trịnh, Hoàng Đình Kiên và đôi Hoàng Đình Tấn, Quản Văn Tám, câu lạc bộ bóng bàn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, Mai Đình Đức, Lý Ngọc Sáng, câu lạc bộ Liên Nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm còn 49 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được giải tỏa. Hộ ông Nguyễn Văn Trước ở thôn Võng Phan, xã Tống Trên, huyện Phù Cử đào đất trong hành lang bảo vệ đê bị xử phạt 50 triệu đồng. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.